Từ đầu năm 2024 cho đến nay, đài GMM TV đã liên tục sản xuất và phát hành nhiều tác phẩm thuộc thể loại học đường. Những bộ phim điển hình và được người xem đánh giá cao có thể kể đến như We Are The Series, Blow's Yearbook, My Precious, Summer Night, 23,5 độ nghiêng của trái đất. Các bộ phim do nhà đài này sản xuất phần lớn đều có tệp khán giả cố định ngay từ ban đầu bởi có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đang rất được yêu thích. Dù ít có tác phẩm tạo được hiệu ứng, nhưng nhìn chung các bộ phim vẫn có sức hút nhất định và giữ chân được khán giả ngay từ lúc bắt đầu cho đến tận khi kết thúc phim. High School Renami là dự án phim học đường khác đến từ GMM TV trong năm nay. Ngay từ khi phim chưa lên sóng, đã có nhiều yếu tố khiến cho người xem đặt kỳ vọng, dự đoán đây sẽ là tác phẩm bùng nổ của nửa cuối năm 2024. Và để biết được rằng bộ phim có những chi tiết nào nổi bật và có thật sự đáng xem hay không, hãy cùng theo dõi bài review sau đây của Trạm bạn nhé. High School Renami là phiên bản Thái Lan của bộ phim School 2013 do nam diễn viên Lee Jong-suk và Kim Go-bin đóng chính. Bộ phim do Hàn Quốc sản xuất từng làm mưa làm gió suốt khoảng thời gian phát sóng. Khi đó, cốt truyện tập trung vào vấn nạn học đường, những góc khuất trong ngành giáo dục, cũng như mối quan hệ về tình bạn giữa giáo viên và học sinh, giữa phụ huynh và con cái luôn được khán giả đánh giá cao. Tin tức School 2013 được Thái Lan remake đã tạo nên không ít luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả thì cho rằng vì bộ phim gốc đã quá thành công và trở thành tượng đài nên phiên bản Thái Lan khó lòng đáp ứng được tiêu chuẩn mà phiên bản Hàn Quốc đã tạo nên. Cũng có ý kiến khác cho rằng với dàn diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng cùng với những thay đổi trong nội dung để phù hợp với bối cảnh học đường tại xứ sở chùa vàng sẽ khiến người xem đặt nhiều niềm tin ở phiên bản remake lần này. Sơ lược nội dung High School Renami. High School Renami kể về mối quan hệ phức tạp giữa Shen và Shin, một cặp bạn bày trùm nhưng vì hiểu lầm đã khiến hai người thù ghét lẫn nhau. Khi năm học mới bắt đầu, do quyết định sáp nhập hai cơ sở trường học, Shen, Shin cùng với các bạn học sinh từ hai cơ sở đối địch đã buộc phải học chung dưới một mái trường, khiến cho tần suất gây gỗ và ẩu đả ngày càng nhiều hơn. 10 tập phim của High School Renami sẽ là thước phim tìm hiểu về nguyên nhân khiến cho Shen và Shin trở thành kẻ thù, cũng như quá trình họ hàn gắn lại tình bạn năm xưa. Đồng thời, người xem cũng sẽ chứng kiến cách mà các giáo viên và học sinh gỡ bỏ thù hận giữa hai cơ sở, từ đó thay đổi những đứa trẻ ngỗ nghịch để chúng có thể trở nên trưởng thành, điềm tĩnh và ngoan ngoãn hơn. Muôn vạn dáng hình của thế hệ dễ bị tổn thương. Ngoài khai thác sâu vào mối quan hệ từ thù thành bạn của Shen và Shin, High School Renami còn mang đến những câu chuyện từ góc nhìn gia đình và xã hội, cho thấy một điều rằng đằng sau các thanh niên quậy phá là những đứa trẻ đang ngỡ ngàng khi bắt đầu bước vào đời. Shen được khắc họa là cậu bạn không màng thế sự của cơ sở thép Burafa, đến với lớp chỉ để ngủ và dành phần lớn thời gian vào việc kiếm tiền. Vì gia cảnh khó khăn nên Shen phải tất bật làm việc từ sáng cho đến tối, ngay cả việc nói chuyện với đám cho vay, cậu cũng phải đứng ra giải quyết vì không muốn cha mình phải bận tâm một điều gì cả. Shin là thủ lĩnh của các học sinh từ cơ sở Udon Bithak, cậu đánh đấm giỏi và không quan tâm đến việc học hành. Dù thường xuyên vắng mặt trên lớp, nhưng Shin lại là người tình cảm và rất yêu thương em gái của mình. Phản diện trong phim, Ken là trường hợp điển hình của một đứa trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành. Ken luôn gây gổ với các bạn học khác, những hành động trái với quy định và làm tổn thương người khác của Ken đều nhằm mục đích khẳng định bản thân. Vốn học hành không giỏi, cũng không có tài cán, gia đình thì lại không quan tâm, sự ngỗ nghịch là thứ duy nhất để Ken được người khác chú ý và công nhận. Mỗi một học sinh trong High School Renami đều có xuất thân khác nhau, những khó khăn, sự lạc lõng hình thành ở chúng sự cứng đầu và tính cách chống đối, tạo nên bài toán khó và dần được cô Jan và thầy Sung giải quyết. Tình bạn mang hình hài kẻ thù. Bên cạnh việc giải quyết mâu thuẫn với các học sinh, trọng tâm của bộ phim là cuộc đối đầu giữa Shan và Shin. Cả hai từng là bạn thân chí cốt, nay lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Những hành động và cảm xúc bộc phát giữa hai người không chỉ gây ra sự xáo trộn trong lớp, mà còn khiến cho giáo viên chủ nhiệm phải can thiệp để hòa giải. Những tập đầu tiên của High School Renami sẽ là những lần khắc khẩu khó chịu ra mặt khi Shin nhìn thấy Shan. Thế nhưng dù có đối địch cho đến mấy, hai cậu thanh niên này vẫn âm thầm quan tâm đến đối phương. Khi Shin bị băng nhóm khác truy đuổi, San đã đứng ra giúp đỡ cậu bạn. Trong tập đầu tiên, San luôn trong tâm thế hòa nhã, vẫn có ý định quay lại làm bạn với Shin. Cậu cố gắng tiếp cận, cố gắng nói chuyện rõ ràng với bạn cũ để giải quyết vấn đề trong quá khứ của cả hai. Ngoài ra, từng nhóm bạn đến từ hai cơ sở, dẫu có là chuyên gia gây rắc rối, nhưng chúng luôn trân trọng tình bạn và đối xử tốt với nhau. Điển hình như nhóm học sinh đến từ cơ sở Udon Bithak, cậu bạn Chat Sen là người có vấn đề về giao tiếp, dễ bị người khác bắt nạt. Nhưng trong tình thế đó, những người bạn cùng cơ sở luôn quan tâm và để mắt đến Chat Sen, không để nhóm đối đầu ăn hiếp cậu bạn này. Bài toán dẹp loạn các búp măng non cá biệt.
Một trong hai vấn đề chính được đặt ra trong High School Frenemy chính là xung đột giữa các học sinh. Trong nhiều năm qua, học sinh ở cơ sở Udon Bithak và Thep Burapha luôn hiềm khích với nhau bởi một sự việc trong quá khứ mà chúng luôn muốn cơ sở của mình chiếm thế thượng phong, khẳng định được danh dự và quyền lực của mình. Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh chính là bài toán khó giải cho cô Jan, giáo viên hợp đồng vừa mới chuyển đến. Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng lại ở đó, vì các giáo viên kinh nghiệm đều lực bất tòng tâm và không thể làm các học sinh cá biệt thay đổi, nên với một người hiền lành lại thiếu kinh nghiệm đối phó học sinh như cô Jan, chuyện dẹp loạn các bước mang non thật sự là một bài toán khó. Giang cách khủng với lượng fan đông đảo. Một trong những lý do khiến cho High School Frenemy được khán giả đón chờ là bởi dàn diễn viên trẻ nổi tiếng đến từ đài GMMTV. Dàn diễn viên chính của phim gồm có Sky Wong Ravi, Nani Hirunkik, Maria Bunlalab và Faye Patara đã đóng nhiều tác phẩm khác nhau, sở hữu lượng người hâm mộ nhất định với lượng theo dõi cao trên Instagram. Bên cạnh đó thì các diễn viên thuộc tuyến phụ như Mark Parkin, Viu Benyapa, Jun Wan Wimon đều là các gương mặt đang được giới trẻ yêu thích, có nhiều người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Tổng kết, xét về hình ảnh, High School Frenemy có nhiều góc quay mang tính điện ảnh, thể hiện tốt bầu không khí u tối của trường học ngập tràn. Phần âm thanh của phim cũng được xử lý khá tốt, tuy nhiên đôi lúc vẫn còn lỗi ở khâu ghi âm, khiến cho âm thanh của từng diễn viên không được tốt cho lắm. Với 10 tập phim lấy vấn nạn học đường và quá trình hàn gắn mối quan hệ bạn bè giữa San và Shin làm điểm chính, hãy cùng chờ đón xem liệu rằng cách khai thác của ekip sản xuất có làm hài lòng được người xem và liệu bộ phim lần này có vượt qua được cái bóng của phiên bản Hàn Quốc trước đó hay không nhé. Hãy cùng theo dõi Trạm Giải Trí và Trạm Phim Review để cập nhật những thông tin review phim mới nhất nhé.